Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Biểu hiện khi mắc cúm, một số biến chứng nguy hiểm của bệnh cúm. Cách chăm sóc trẻ mắc cúm đúng cách tại nhà, thực phẩm giúp đẩy lùi bệnh cúm. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều trẻ mắc cúm. Theo thống kê tại Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh, lượng bệnh nhân mắc cúm đang tăng cao. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao co giật. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 25 đến 30 trẻ nhập viện do mắc cúm, đa số là trẻ dưới 5 tuổi. Theo các bác sĩ, bệnh cảm cúm hay bị nhầm với cảm lạnh thông thường, nhưng các triệu chứng của bệnh này thường nghiêm trọng hơn những dấu hiệu điển hình của cảm lạnh như hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi. Biểu hiện khi mắc cúm Trang Sức khỏe Đời Sống cho biết, các biểu hiện khi mắc cúm bao gồm ở trẻ em hoặc người lớn, khoảng 2 ngày sau khi cơ thể tiếp xúc với virus cúm, thời gian ủ bệnh, các triệu chứng ban đầu có thể là sốt, có cảm giác ớn lạnh nhức đầu, đau nhức cơ bắp mệt mỏi, cảm giác yếu ớt, không còn chút sức lực, chóng mặt, ăn không ngon, ho đau họng. Một số người còn bị đau tai hay bị tiêu chảy, sau 5 ngày, sốt và các triệu chứng khác thường biến mất, nhưng ho và tình trạng mệt mỏi vẫn kéo dài. một số biến chứng nguy hiểm của bệnh cúm. Trang báo tuổi trẻ cũng cho hay, bệnh cúm mùa thường có nhiều biểu hiện nhẹ với các triệu chứng rất phổ biến như sốt, ho, xe rằng trong một vài ngày nên nhiều người chủ quan cho rằng bệnh sẽ tự khỏi, không đến cơ sở y tế khám. Chính vì sự chủ quan, không điều trị hoặc điều trị quá muộn đã khiến cho bệnh cúm mùa chuyển nặng, gây biến chứng nguy hiểm, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Biến chứng viêm phổi thường xảy ra ở trẻ em, người già trên 65 tuổi, người mắc bệnh mạng tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, COPD, hen phế quản, bệnh tim bẩm sinh, suy tim, bệnh mạch vành, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch. Bệnh cúm khi không được điều trị hoặc điều trị muộn sẽ là khởi nguồn cho các bệnh viêm tai giữa, viêm xoang, viêm nhiễm đường tiết điệu. Cách chăm sóc trẻ mắc cúm tại nhà đúng cách, trang sức khỏe đời sống đăng tải. Khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên, cần nới rộng quần áo cho trẻ. Chườm ấm ở vùng trán, nách bẹn. Nhiệt độ nước chườm được xác định bằng cách nhúng cùi trò của người lớn vào chậu nước. Nếu thấy ấm là được, cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ. Mỗi 4 đến 6 giờ uống nhắc lại một lần, nếu trẻ sốt lớn hơn hoặc bằng 38,5 độ C. Vệ sinh đường hô hấp. Hàng ngày, nhỏ dung dịch nước muối sinh lý Natricloride 9 phần nghìn vào mắt mũi cho trẻ, xúc miệng bằng nước muối sinh lý. Thường xuyên vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng với nước sạch cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, mềm dễ tiêu, dễ nuốt, cháo sữa hoa quả và uống nhiều nước, tăng cường bú mẹ nếu trẻ còn bú mẹ. Những thực phẩm giúp đẩy lùi bệnh cúm Trang sức khỏe đời sống cũng có đăng tải về việc lựa chọn một số thực phẩm giúp quý vị và các bạn phòng tránh bệnh cúm như sau. Một tỏi Cách dùng Giã nát 3 tép tỏi Hãm trong 50ml nước sôi khoảng nửa giờ chắt lấy nước, nhỏ vào mũi mỗi bên khoảng 2 đến 3 giọt, ngày 2 đến 3 lần. 2. Gừng. Cách dùng giã nhuyễn vài lát gừng tươi đem ngâm với một ít rượu trắng để uống trị cảm cúm rất hay. 3. Cam quýt. Cách dùng uống nước cam mỗi ngày để cơ thể luôn đủ vitamin C. Ngoài ra bạn cũng có thể ăn thêm những loại hoa quả giàu vitamin C khác như bưởi, kiwi, dâu tây, táo mèo. 4. Cà rốt. Cách dùng ăn cà rốt một thời gian rồi nghỉ một thời gian, sau đó ăn trở lại vì nếu ăn cà rốt hàng ngày có thể bị vàng da, thừa vitamin A có thể gây ngộ độc. 5. Cá là loại thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3, ăn cá ít nhất 2 lần một tuần. Bốn loại thực phẩm người bệnh cúm lưu ý tránh xa. 1. Nước soda, nước ép và các đồ ngọt khác. Các loại nước soda có vị gừng giúp làm dịu cơn buồn nôn, và nước cam đem lại nhiều vitamin C, nhưng cả hai đều chứa rất nhiều đường. 2. Sữa và các sản phẩm từ sữa Sữa, sữa chua và những thực phẩm từ sữa thực sự không làm cho cơ thể sản xuất dịch nhầy nhiều hơn. 3. Rượu Khi bạn cảm thấy không khỏe, hãy tránh xa rượu nếu không muốn sáng hôm sau khi thức dậy bị nhức đầu, sốt, khó chịu. 4. Các loại bánh mì nướng, bánh quy giòn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh quý vị và các bạn thân mến tới đây chúng tôi xin kết thúc mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hưng yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt